Vâng, xin chào bạn Hương Thảo. Bạn có một cái câu hỏi mà cái phạm trù nó khá là rộng nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng rất là phù hợp với cái tôi đặt vấn đề ngày hôm nay. Hôm nay đúng là ngày lễ Vu Lan và bạn quan tâm đến bố mẹ, cả bố cả mẹ là rất là phù hợp. Và cái câu hỏi của bạn nó khá là rộng và tôi thấy như thế này, tôi cũng sẽ nói rộng, tôi sẽ nói kỹ chi tiết hơn đối với bạn và quý thính giả đang theo dõi chương trình. Nhìn chung là mình chỉ hiểu mình có một cái kế hoạch như thế này. Thứ nhất là có một cái thói quen khám sức khỏe định kỳ. Ví dụ như là chúng ta đang đi làm ở các cơ quan, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp thì đều có cái lịch khám sức khỏe 1 năm 1 lần, thường là như vậy. Nhưng mà bố mẹ của chúng ta khi về nghỉ hưu rồi thì đôi khi chúng ta cũng sao nhãng mà chúng ta quên đi cái việc khám sức khỏe định kỳ. Thì cái lời khuyên đầu tiên là nên khám sức khỏe định kỳ. Cái việc thứ hai là khi chúng ta có bất kể những cái triệu chứng gì mà chúng ta thấy nó ảnh hưởng đến cái thói quen hàng ngày, cái cuộc sống hàng ngày thì chúng ta sẽ nên đi khám bác sĩ chuyên khoa. Và bác sĩ chuyên khoa sẽ là cái người mà lắng nghe các cái triệu chứng của ông bà để khuyên đưa ra lời khuyên là khám chuyên khoa gì. Đấy là cái lời khuyên chung nhất. Còn đối với trường hợp của bạn thì bạn nói rằng là yếu tố nào làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường tiết niệu thì đây là cái khái niệm nó quá rộng. Thì tôi cũng nói sơ bộ, hệ tiết niệu thì bao gồm các cái cơ quan và cái đường dẫn bài trừ bài xuất thì gọi là hệ tiết niệu. Còn cái đường tiết niệu chắc là bạn đang nói đến cái nơi sản xuất ra nước tiểu thì là thận, và nơi đưa nước tiểu ra khỏi cơ thể người ta gọi là hệ là con đường bài xuất, tức là có bài tiết và bài xuất nước tiểu. Thì bạn dùng từ đường tiết niệu, nếu mà nói câu chữ thì tôi sẽ hiểu là bạn nói về những cái vấn đề như liên quan đến cái bệnh lý về cái con đường dẫn nước tiểu ra khỏi cơ thể. Và các cái bệnh lý này thì nó cũng chia thành các nhóm, như là các bệnh lý liên quan đến u hay là các bệnh lý liên quan đến nhiễm khuẩn. Trong trường hợp của bạn thì ông bà có cái triệu chứng là đi tiểu nhiều về đêm, tiểu rắt, thì nó có thêm một cái khái niệm đó là bàng quang tăng hoạt. Bàng quang tăng hoạt tức là một cái thường là có những cái triệu chứng như bàng quang thường bị kích thích, rồi người ta sẽ phân tích rất là kỹ là bàng quang tăng hoạt khô hay ướt, tức là cái số lượng nước, mỗi một lần đi tiểu như thế nào. Bạn nhất thiết là phải đưa bố mẹ đi khám bác sĩ chuyên khoa. Trong cái khuôn khổ cái buổi tư vấn có liên quan đến bệnh lý về ung thư thì tôi thấy rằng là cái ý tưởng của bạn cũng cũng nên nên kiểm tra, đó là cụ bà thì đã 74 tuổi rồi, cái việc mà khám như tôi nói là khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần đã là nên làm. Phụ nữ sau khi mãn kinh thì càng nên đi khám phụ khoa, cũng cũng cỡ 1 năm 1 lần. Thì nếu như lâu nay bà chưa đi khám thì cũng nên đưa bà đi khám phụ khoa để kiểm tra nói chung, và cũng xem bởi vì đôi khi cũng có những cái triệu chứng bệnh lý về phụ khoa có thể ảnh hưởng đến cái cơ quan lân cận, đó là các cái triệu chứng về 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 tiết niệu, ví dụ như là kích thích và bàng quang, viêm bàng quang, và cái biểu hiện ra ngoài đôi khi là cái triệu chứng mượn cái triệu chứng của viêm nhiễm đường tiết niệu. Nhưng thực tế là có thể những cái tổn thương bệnh lý liên quan đến phụ khoa. Và cũng phải nói rằng là đối với phụ nữ thì do cái cấu tạo giải phẫu thì cái đường bài 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 xuất nước tiểu của nữ thì nó ngắn hơn so với nam và cũng rất là dễ bị viêm nhiễm hơn so với nam giới. Đối với cụ ông thì cũng có những cái triệu chứng tương tự như vậy, thì thực sự là cần phải quan tâm xem là trên cái con đường mà bài xuất nước tiểu đấy có cái trở ngại gì không, có thể là do sỏi tiết niệu, cũng có thể là do khối u, hoặc là bây giờ người ta không dùng từ những cái khối u lành tính, người ta không dùng từ u nữa mà người ta gọi là phì đại quá sản lành tính tuyến tiền liệt, hoặc là những cái bệnh lý ác tính khác. Cho nên trong trường này thì tôi thực sự là khuyên bạn nên đưa ông bà đi khám, nếu như mà bạn không gần bệnh viện ca hoặc là các bệnh viện chuyên khoa thì bạn có thể là đưa đến các bệnh viện đa khoa và khám chuyên khoa lão khoa. Từ đó thì các bác sĩ sẽ xem xét kỹ hơn và đưa ra những cái lời khuyên cụ thể hơn với bạn. Còn thêm một chi tiết nữa, nếu mà cả bố cả mẹ cùng có những triệu chứng giống nhau, ngoài cái việc mà đặc thù cho từng giới thì chúng ta cũng phải xem xét thêm, có thể là những cái bệnh lý về nguồn nước, các bệnh lý về sỏi tiết niệu chẳng hạn, nó cái các cái nguồn nước cung cấp cho mình hàng ngày ăn uống ấy, nó có thể khác nhau về pH của từng vùng miền thì nó cũng có thể là tạo ra cái môi trường tạo thành sỏi khác nhau. Thì bạn nên đưa các cụ đi khám và để phát hiện sớm các cái, mà quan trọng nhất là phát hiện sớm để xử lý điều trị cho các cụ, thì các cụ có cái cuộc sống, có cái chất lượng sống nó được thoải mái nhất.